Thuận phong thủy chính là thuận tự nhiên. Sự tuần hoàn của vạn vật trên thế giới này kỳ thực đều là có quy luật. Trong cuộc sống cũng vậy, có rất nhiều sự việc vốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Nó không bị ràng buộc và thay đổi theo mục đích của con người. Giống như hoa sẽ không bởi vì con người thích mà luôn luôn nở. Ánh trăng cũng không bởi vì con người bất mãn mà vắng bóng. Cũng như vậy, nếu hiểu được việc thuận tự nhiên thì con người sẽ hiểu được vạn sự tùy duyên. Duyên đến thì đón nhận, duyên đi thì buông tay. Vạn sự đau khổ đều do con người cưỡng cầu mà ra. 1. Thuận theo tự nhiên là đạo sinh tồn của nhân loại. Thời xưa, con người sống và hành xử đều là thuận theo tự nhiên. Các thiền sư, những người ngộ đạo lại càng hiểu thấu điều này. Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm là đại sư nổi tiếng thời nhà Đường. Ông cùng với rất nhiều cao tăng có sở trường giỏi về việc dẫn dắt ngộ tính của các đồ đệ. Có một câu chuyện về ông và các đồ đệ kể rằng, có một lần thiền sư Duy Nghiễm dẫn hai vị đệ tử của ngài là Đạo Ngô và Vân Nham đi xuống núi. Trên đường đi, thiền sư Duy Nghiễm chỉ tay vào một cái cây khô trong rừng và hỏi, các con nói xem, cái cây này khô héo mới tốt hay là xanh tươi mới tốt? Đạo Ngô không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời, đương nhiên là xanh tươi mới tốt. Thiền sư Duy Nghiễm lắc đầu, nói, hết thảy phồn thịnh, cuối cùng rồi cũng biến mất. Đến lúc này, câu trả lời dường như đã sáng tỏ, nên Vân Nham lập tức nói, theo con thì khô héo mới là tốt. Không ngờ thiền sư Duy Nghiễm nghe xong vẫn lắc đầu. Ông nói, khô héo thì cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Vừa hay lúc này có một vị tiểu hòa thượng đi qua nơi ba thầy trò họ đứng. Thiền sư Duy Nghiễm liềm đem câu hỏi ấy để khảo nghiệm vị tiểu hòa thượng này. Tiểu hòa thượng thông minh, chậm rãi và tử tốn nói, khô héo thì để nó khô héo, mà tươi tốt thì nên để nó tươi tốt. Thiền sư Duy Nghiễm vuốt cằm và khen ngợi, tiểu hòa thượng nói đúng lắm, bất kể sự tình gì trên thế giới này đều nên là để cho nó tự nhiên, đừng chấp nhất, cố chấp. Đây mới là thái độ của tu hành. Lão Tử nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Ý tứ chính là người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Trên thế gian này, luật to lớn nhất chính là luật tự nhiên. Luật của con người kỳ thực là rất nhỏ bé. Cho nên thuận theo tự nhiên mới là đạo sinh tồn của nhân loại. Quy luật tự nhiên là rộng lớn bao la mà cũng rất khắc nghiệt. Phồn vinh tươi tốt cũng thế mà tàn lụi khô héo cũng vậy. Hết thảy cũng đều thuận theo thời gian mà cuối cùng biến mất. Đời người, xinh đẹp, quyền lực, của cải, danh lợi đều chỉ bất quá là tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Con người hẳn là nên thuận theo tự nhiên mà sống, càng không nên làm trái ngược, truy cầu quá nhiều mà nhận lấy mệt mỏi và làm mê mất tâm linh của chính mình. 2. Mọi việc trong đời đều tùy duyên, đến và đi thuận theo tự nhiên. Khi nghe ai đó nói về chữ tùy duyên, có thể có người không đồng ý với quan điểm đó. Như vậy chẳng phải làm người ta thụ động, suy nghĩ như vậy sẽ là tác nhân làm xã hội chậm phát triển, chờ sung dụng. Vậy quan niệm người xưa hiểu về chữ tùy duyên như thế nào? Người xưa tin rằng mọi việc ắt đều là tùy duyên, đến và đi cũng thuận theo tự nhiên, không miễn cưỡng mà thản nhiên, điềm tĩnh đón nhận sự việc. Có người lý giải chữ duyên theo góc độ khác. Nếu mà tin vào chữ duyên ấy thì phấn đấu để làm gì, cố gắng để làm gì? Người xưa tin rằng mọi sự vận động đều thuận theo một quy luật của nó. Chữ duyên cũng chính là thuận theo đạo mà hành xử. Khi làm một việc nào đó mà bạn để tâm mong muốn đạt được kết quả tốt,
nhưng có khi lại trái lại không được như ý, làm bạn thất vọng hoặc dẫn đến tiêu cực và làm bản thân căng thẳng hơn. Vậy thì thuận theo tự nhiên nó cũng là một quy luật và cũng là cảnh giới của buông bỏ. Không còn nghĩ nhiều về việc đó, làm mà chẳng cầu, đối đãi với hết thảy sự việc với tâm thái an hòa. Con người thế gian nếu như so đo tính toán quá nhiều thì sẽ tạo thành một loại ràng buộc. Bị mê lạc quá lâu thì sẽ tạo thành một loại gánh nặng. Vì vậy, không cần quá để ý. Khi có được điều gì, hãy thật lòng trân quý. Khi mất đi điều gì, cũng đừng đau khổ tiếc nuối. Để ý quá nhiều, quá sâu sẽ khiến bạn mất đi một nửa hạnh phúc. Xem nhẹ hết thảy sẽ khiến cuộc sống thăng hoa hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người xưa cũng có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên diện kiến bất tương phùng. Xin kể câu chuyện được nghe lại nguồn gốc xuất xứ của hai câu thơ này. Ngày xưa, ở một thủ phủ thuộc tỉnh Chiết Giang, có một viên ngoại giàu có, vợ mất sớm, để lại cho ông cô con gái xinh đẹp. Viên ngoại rất mực yêu thương và chăm sóc cô con gái. Đến tuổi xuân hồng, cô gái rất xinh đẹp, có tài, sắc, cầm kỳ, thi họa, đủ cả. Viên ngoại cũng bắt đầu kén rể, nhưng chưa có chàng trai nào làm ông hài lòng. Một hôm trong sân nhà viên ngoại xuất hiện cùng lúc ba chàng trai, người nào cũng khôi ngô tuấn tú. Đặc biệt, mỗi chàng đều có một biệt tài khó ai sánh bằng. Chàng trai thứ nhất có đôi chân thiên lý mã, có thể chạy cả ngàn dặm không biết mỏi. Chàng trai thứ hai có tài bắn cung bách phát bách trúng. Chàng trai thứ ba có tài làm thơ, có thể một lúc làm cả ngàn bài thơ hay với nét chữ rồng bay phượng múa. Viên ngoại phân vân lắm, khi con gái chỉ có một. Ông hẹn cùng ba chàng trai sáng mai có mặt ở sân nhà ông từ sớm để đua tài kén rể. Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh chưa lan hết sân nhà viên ngoại, thì ba chàng trai đã có mặt. Trong sân, cả đêm hôm qua, giai nhân nhà viên ngoại gần như không ngủ. Để vót cho xong bó cung tên lớn và mài cho đầy một nghiên mực tàu thật to, viên ngoại ra lệnh: chàng trai thứ nhất phải chạy đến kinh thành Tràng An mượn cho bằng được chiếc trống Tràng An về cho ông. Chàng trai thứ hai phải bắn cho rụng hết lá những cây ngô đồng trước ngõ nhà ông. Chàng trai thứ ba phải viết cho xong 3.000 bài thơ trên giấy hoa tiên, không được trùng ý. Ai báo công trước nhất sẽ được ông chọn gả con gái. Sau tiếng trống lệnh, loáng một cái, chàng trai có đôi chân thiên lý mã đã mất hút, không để lại dù một dấu bụi hồng. Thế rồi người ta chỉ còn nghe từng âm thanh vút, tách của cung tên tra vào nỏ, bắn đi, lá ngô đồng rụng lả tả. Riêng chàng trai thứ ba được mời đến dưới giàn hoa thiên lý, nơi đã để sẵn bút nghiên để chàng làm thơ. Bên hiên, giai nhân đang e ấp mỉm cười, nghiêng đầu thêu cặp gối rồng phụng cho ngày vô quy. Chàng trai cắm cúi múa bút, từng tờ giấy hoa tiên bay xuống như bướm lượn. Gia nhân nhà viên ngoại cũng sẵn sàng đón lấy, xếp lại ngay ngắn. Trời đã quá trưa, chàng thi sĩ vươn vai đứng dậy. Chàng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Nhìn ra ngoài ngõ, lá ngô đồng mới rụng hơn một nửa. Bóng dáng người có đôi chân thiên lý vẫn mịt mù. Cô gái cũng vừa nghỉ tay, nhẹ nhàng đến bên giàn hoa lý, mỉm cười, cúi xuống, rót trà mời chàng trai. Trước khung cảnh thơ mộng cùng nụ cười đẹp như thơ kia, chàng trai đã viết: ung dung trời đã xế trưa, thơ 3.000 bản cũng vừa viết xong. Ngoài kia xa dấu bụi hồng, bên hiên cành lá ngô đồng chưa vơi. Dấu yêu nhẹ mỉm môi cười, ta nghe đồng vọng một lời phu thê. Chàng thi sĩ tính ngâm tặng nàng, người mà chàng nghĩ chắc chắn là vợ mình. Nhưng chưa kịp thì chao ôi, đất trời như sụp lở dưới chân. Bên tai chàng ầm vang tiếng trống cùng tiếng hét lên vui mừng của chàng trai có đôi chân ngàn dặm. Thưa nhạc gia, con đã đem được trống Tràng An về đây rồi. Cô gái nhìn chàng thi sĩ ngậm ngùi,
người mà mới vài phút trước thôi cô cũng nghĩ sẽ là phu quân. Để an ủi chàng trai, cô đã tặng chàng 4 câu thơ: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên diện kiến bất tương phùng, ấm thị ngã trà hoàn ngã chản, chàng an chi cổ dĩ bồng bồng. Tạm dịch: ngàn năm duyên may tình vẫn gặp, vô duyên đối mặt sự không thành. Chàng uống trà xong xin trả chén, chàng an đã dục chống liên thanh. Cổ nhân có câu: mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu. Có ý rằng khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước thì không ai có thể làm nó xảy ra. Vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó? Làm người học được cách điềm nhiên đối đãi với hết thảy, dùng bình tĩnh để đối đãi với mọi sự công bằng và bất công bằng trong cuộc sống. Thản nhiên tiếp nhận mọi sự an bài hợp ý và không hợp ý mình. Ấy mới là cách đối đãi của bậc trí huệ. Có duyên mà không có phận, có phận mà không có duyên, đều là một phần trong sinh mệnh. Nó không trở nên thành bước đệm dẫn bạn đến bước đường cùng của cuộc đời. Đừng vì duyên đi mà sinh ra tâm oán thù, lòng oán hận. Sống trên đời, điều gì đến thì hãy quý trọng, điều gì phải đi thì nên buông tay. Như thế mới sống được tự do tự tại thực sự. Sống thuận theo tự nhiên là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới cao của người giác ngộ.